Hello, chúng ta sẽ đến với trải bài như đã hứa, đó chính là mùa đông năm nay muốn nói gì với các bạn. Chỉ đơn giản vậy thôi, mùa đông năm nay muốn nói gì, muốn nói gì thì mình sẽ truyền đạt lại y chang như vậy, chứ còn không có chủ đề là công việc hay là tình yêu hay là bất cứ cái gì hết. Nhưng mà mình đang dùng bộ bài liên quan tới những thông điệp của cuộc sống, những thiên thần romantic, những thiên thần tình yêu hết sức là lãng mạn ở đây, cho nên là chúng ta có thể có những cái thông điệp về cuộc sống ở đây trong cái mùa đông năm nay. Thì mùa đông năm nay muốn nói gì với các bạn chọn tụ bài ha, chọn theo số thứ tự 1, 2, 3, 4. Ok, các bạn cũng có thể nhìn tụ bài, đây là tụ số 1, đây là tụ số 2, đây là tụ số 3 và đây là tụ số 4. Để mình quay cận cảnh cho các bạn. Ok, tụ số 1, tụ số 2, tụ số 3 và tụ số 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok, chúng ta đến với tụ số 1 ha. Tụ số 1, thông điệp dành cho các bạn. Ồ, mình nhớ không lầm thì lúc nãy mình có trải bài liên quan tới khi nào bạn có gấu đó, thì tụ số 1 hình như cũng là lá bài này. Bây giờ tụ số 1 cũng là lá bài này, chứng tỏ là ở trong những bạn xem video của mình thì có một bạn nào đó rất là thích chọn theo số thứ tự, hễ mà đụng trải bài nào có số 1 là chọn số 1, cho nên các bạn lại được một cái highlight nhắc nhở ở đây. Đó là các bạn cần phải quan tâm đến những dấu hiệu mà vũ trụ đã đưa ra cho bạn trong bất kỳ một cái mối quan hệ nào. The stars are calling you. Bạn hãy nhớ chú ý tới những dấu hiệu ha. Vũ trụ luôn gửi cho gắm cho bạn rất là nhiều dấu hiệu ở đó. Ok, là có một lời nhắc nhở dành cho bạn. Mùa đông năm nay muốn nói với bạn rằng là nếu như mình yêu á mà nếu như bạn yêu á mà bạn bị bỏ cuộc, bạn bị mất niềm tin, bạn chán nản và mệt mỏi thì đó không phải là tình yêu. Bạn hãy xem xét lại mối quan hệ đó, có thể là bạn đã từng yêu người đó rất say đắm hoặc hai người rất là yêu nhau nhưng bây giờ thì không còn yêu nhau nữa. Cái mà bạn gìn giữ không phải là cái hiện tại, không phải là con người đó nữa, không phải là tình yêu đó nữa, cho nên hãy cân nhắc thật kỹ cái việc gìn giữ cái tình yêu này. Và họ nhắc nhở, vũ trụ muốn nhắc nhở cho bạn là tình yêu á, là phải có hy vọng, phải nhẫn nại, phải chấp nhận được sự khác biệt với nhau trong tất cả những cái tình huống. Nếu mà xảy ra xung đột á, thì là để giải quyết chứ không phải là để mất niềm tin, cho nên là hãy xem xét lại cái tình yêu của bạn. Và một thông điệp nữa mà mùa đông năm nay muốn nói với bạn đó là nếu mà bạn đang đặt vấn đề, bạn đang khao khát cái sự thành công thì hãy tự hỏi bản thân mình là với bạn thế nào là thành công và bạn cần phải đi bước từng bước như thế nào để có được thành công. Ok, chúng ta đến với tụ số 2 ha. Tụ số 2, thông điệp của mùa đông năm nay dành cho các bạn đó là cần phải có những cái cuộc đối thoại, những cái cuộc trò chuyện từ trái tim đến trái tim. Sự trung thực, sự thẳng thắn, cho một cái cuộc thảo luận nào đó về cái cảm giác thật sự của bạn và về cảm giác của đối phương là rất cần thiết cho chính sự phát triển trưởng thành của bạn cũng giống như là sự phát triển của mối quan hệ đó. Hãy để cho trái tim bạn rộng mở bằng cách có những cái cuộc đối thoại, có những cái sự chia sẻ. Trái tim của bạn chính là master, chính là người dẫn đường quan trọng hơn đôi mắt và lý trí. Hãy để trái tim của bạn dẫn đường, đừng có suy nghĩ là làm cách nào, làm cách kia, làm cách khác. Thật ra thì bạn có suy nghĩ bạn cũng không có làm theo cái suy nghĩ của bạn đâu, cho nên tốt nhất là bạn nên 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 lắng lại và sau đó tự hỏi là mình có thể trò chuyện như thế nào, mình có thể ngồi lại với chính bản thân mình cũng như với người đó như thế nào ha. Bây giờ thì chúng ta đến với tụ số 3 rồi. Ok, tụ số 3 có vẻ như tụ số 3 là những anh chàng và cô nàng độc thân đang rất khao khát tình yêu và đang ý thức rõ tình yêu là gì, và cảm nhận được tình yêu ở bên trong mình như thế nào. Không sao đâu, nếu mà mình cảm thấy cô đơn mà mình muốn có người yêu thì đó là chuyện bình thường thôi. Cái này nó làm cho mình nhớ tới một khách hàng hôm bữa comment ở trên group tới toàn đặt độc thân là
Muốn có người yêu lắm rồi, Sala ơi. Có thể là nếu hôm nay chị chọn từ số 3 thì đúng là tụ bài này dành cho chị rồi đó. Vũ trụ muốn nói là bạn có thể có quyền mơ một giấc mơ về tình yêu trong tương lai, tuy nhiên hãy sống cho hiện tại. Khi mà chúng ta mơ thì mọi thứ đều có thể thành sự thật trong trong tương lai. Tuy nhiên, tương lai thì không có bao giờ. Cho nên là hãy sống cho hiện tại để kiến tạo một tương lai. Đừng có chạy theo cái sự mơ hồ ảo ảnh, ngồi đó tưởng tượng ngày mình có người yêu như thế nào mà quên mất đi hiện tại ha. Đừng đợi, đừng đợi. Chủ nhật tuần này thì trong lá thư dành cho những kỷ độc thân, mình có một bài viết mang tên là Đừng đợi. Ok, tụ số 4, tụ số 4. Tụ số 4, vũ trụ muốn nói với các bạn điều gì? Lại một lần nữa nhắc nhở, không biết lúc nãy cái trải bài kia có phải tụ này dành cho tụ có phải là tụ số 4 không, nhưng mà muốn nhắc nhở với các bạn là bước ra khỏi cái sự control bất kỳ một cái vấn đề nào. Hãy chảy tràn, hãy thả lỏng, hãy về nguồn, hãy tự do trong chính cái trực giác của bạn. Bạn có thể đề cập ra những cái hoạt động, những cái hành động, những cái mục tiêu, những cái phương án, ví dụ như là A, B, C, Z, X gì đó, nhưng đừng có control, đừng có cố gắng control kết quả của nó, bởi vì bạn sẽ không bao giờ control được đâu. Bạn chỉ có thể cố gắng và nỗ lực mà thôi. Vũ trụ muốn nhắc bạn là hãy có niềm tin vào con đường bạn đang đi nha. Niềm tin sẽ giúp cho bạn vượt qua được cái tình huống mà bạn đang gặp phải. I'm not defined by the method of you today. Có một thông điệp nữa dành cho các bạn là vũ trụ muốn hỏi với các bạn là từ những cái vấn đề trong quá khứ ấy, thì các bạn có thể thiết lập lại được cái gì cho tương lai của chính mình. Hãy đặt câu hỏi đó cho bản thân. How can I learn from the past and apply it to the future? Làm cách nào tôi có thể học được những bài học từ quá khứ để mà thay đổi nó trong tương lai? Thì hãy đặt câu hỏi đó cho chính bản thân bạn và bạn sẽ lắng nghe được câu trả lời đến từ trực giác của bạn. Tạm biết và hẹn gặp lại trong video trải bài tuần sau. Mỗi tuần mình sẽ có một video trải bài và một video làm sao cho những người độc thân hạnh phúc. Bởi vì mình cũng là một người độc thân, cho nên mình rất là quan tâm tới những cô nàng và anh chàng độc thân. Và cái có thể là mình sẽ ra một video thứ ba, một video nữa theo tuần, đó là video đọc sách. Tạm biệt. À, đừng có quên like, share và subscribe kênh nha.